Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong buổi kết nối giao thương lần thứ 77 do SNG Group tổ chức. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chị doanh nghiệp vô cùng dễ thương ngày hôm nay. Em xin được chào chị Sơn. Chị đang có mặt trong chương trình hôm nay thì chị có suy nghĩ như thế nào ạ? Hôm nay em đến với cộng đồng SNG thì em rất là vinh dự. Chắc có lẽ là hơi hồi hộp bởi vì không khí hôm nay nó khá là sang trọng đúng không ạ? Dạ. Dạ thì hôm nay em thấy chị cũng trưng bày một vài sản phẩm ở đây. Thì mình có thể chia sẻ một vài ưu điểm đặc biệt của sản phẩm của mình đến từ công ty Ngọc Minh Châu không ạ? À, công ty của em thì chuyên sản xuất và phân phối mỹ phẩm làm đẹp cho tất cả các chị em phụ nữ. Mỹ phẩm bên em thì có kem dưỡng trắng da body và serum trị mụn, làm trắng da, mờ tàn nhang và mờ nám ạ. Dạ, nói đến cái việc trắng body thì ai cũng thích hết. Bởi vì mình muốn mặc những trang phục đẹp thì chúng ta cần phải có một làn da trắng. Thì được biết những cái sản phẩm của chị chiết xuất từ thiên nhiên. Đối với những ai thích làm đẹp thì dùng vào sẽ rất là an toàn cho da. Còn đối với cái sản phẩm mà dành cho gọi là serum dưỡng da thì em thấy nghĩ nó cũng rất là hiệu quả. Bởi vì bên mình cũng đã dành thời gian nghiên cứu sản xuất đúng không ạ? Dạ đúng rồi, sản phẩm của bên em thì được nghiên cứu và bào chế tại các phòng thí nghiệm, cho ra dòng sản phẩm serum dưỡng trắng da làm mờ nám, mờ tàn nhang và kem dưỡng trắng da body toàn thân, chiết xuất từ những cái thành phần tự nhiên được nghiên cứu bào chế cho ra dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da body an toàn và hiệu quả cho tất cả các chị em phụ nữ ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của chị Sơn. Và nếu như các chị em phụ nữ chúng ta thích có một cái cơ thể trắng cũng như là mong muốn ngăn ngừa tình trạng nám tàn nhang sau độ tuổi 25 thì cùng liên hệ với công ty Ngọc Minh Châu ạ.